Chào mừng các em đến với bài giảng trực tuyến môn mỹ thuật lớp 1. Ngày hôm nay, chúng mình tiếp tục đến với chủ đề thiên nhiên, bài Ông Mặt Trời và những đám mây tiết 2. Để bài học đạt kết quả tốt, các em chuẩn bị cho cô sách mỹ thuật lớp 1, bút chì, tẩy, giấy màu, hồ dán. Ở tiết học trước, cô đã hướng dẫn chúng mình tạo hình đám mây và ông mặt trời qua 2 bước. Bước 1, vẽ hình mặt trời và đám mây. Bước 2, xé theo nét vẽ. Còn ngày hôm nay, với hình ảnh ông mặt trời và những đám mây chúng mình đã xé được từ tiết 1, cô sẽ hướng dẫn các em tạo hình bức tranh về bầu trời. Chúng mình cùng đi đến phần hướng dẫn cách thực hiện nhé. Để tạo hình bức tranh về bầu trời, chúng ta thực hiện như sau. Bước 1, chọn giấy màu làm nền. Bước 2, xé và dán mặt trời và những đám mây vào nền trời. Bước 3, vẽ, xé, dán thêm hình ảnh cho bức tranh thêm sinh động. Để các em nắm rõ hơn, cô mời các em xem video hướng dẫn cách thực hiện sắp xếp những đám mây và ông mặt trời từ tiết học 1 để tạo thành bức tranh bầu trời ở tiết học thứ 2. Để hình ảnh ông mặt trời thêm ngộ nghĩnh, cô đã vẽ thêm mắt và cái miệng cười thật tươi. Như vậy, cô đã tạo hình bằng hình thức xé dán bức tranh về bầu trời. Bức tranh của cô trên nền trời xanh có ông mặt trời màu cam với những tia nắng màu vàng cùng những đám mây màu hồng, màu vàng trông thật đẹp mắt đúng không nào? Để giúp các em có thêm những ý tưởng, cô mời các em tham khảo một số sản phẩm của các bạn học sinh vẽ về bầu trời. Bây giờ chúng mình cùng sang hoạt động luyện tập sáng tạo. Ở hoạt động này, em hãy vẽ xé dán bức tranh bầu trời mà em yêu thích. Các em lưu ý, các em hãy nhớ lại bầu trời vào các thời điểm khác nhau để chọn giấy màu sao cho phù hợp làm nền trời. Sau đó, các em hãy sắp xếp hình ảnh ông mặt trời và những đám mây trên nền trời phù hợp theo ý tưởng của riêng mình. Trước khi kết thúc bài học, cô có đôi lời dặn dò chúng mình. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, em hãy chia sẻ cảm nhận với người thân trong gia đình. Em nhờ bố, mẹ chụp giúp sản phẩm của mình rồi gửi hình ảnh cho cô nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em có thật nhiều những sản phẩm đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những bài học sau.